Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello các bạn. Mày có bạn này có cái áo của tao hả? Để Happy coi là bạn này ốp bao nhiêu ngày rồi nha. Ui, ốp 5 ngày là hơi quá nha. Giờ Happy còn đúng một lời mời các bạn nữa thôi. Bạn nào gửi nhanh cho Happy vô, Happy chấp nhận lời mời các bạn nha. Hồi sáng Happy có like một cử rồi đó, nên là bây giờ Happy like nữa để Happy chơi với các bạn nè. Trời, các bạn đặt tên gì nó hơi ấy. Ơi, cái này là Happy không biết thiệt nha. Happy chỉ chấp nhận đại thôi, nên là mấy bạn hãy gửi nhanh đi nha. Happy sẽ chấp nhận bạn đầu tiên luôn. Happy sẽ chấp nhận cái bạn mà gửi lời mời đầu tiên với Happy luôn nha. Ui, khá là nhiều luôn á, lướt thì cũng khá là chóng mặt. Ơ kìa, lời mời các bạn mà, chứ ai lại bảo Bi kêu chị ra đọc tên mình luôn đi. Chị ra đi rồi nha chị ơi. Trời ơi, ra là bạn báo. Ui, khá là nhiều luôn. Ơi Happy, Happy mới vô thôi là mấy bạn lại mấy bạn chơi với Happy và Happy cảm thấy thật là vui. Happy cảm thấy thật là vui. Cô tao đây là đây mới là ad của Happy nha, nên mấy bạn nhớ cân nhắc nha, chứ không có nhiều, chứ không có bạn vô giả mạo Happy lắm đây. Ui, có thư đúng nhiều luôn á. Kim cương nè coi mọi người mấy bạn coi là Happy ra mấy viên kim cương nè, đón đi. Ôi chắc Happy, ôi 17 kim cương. 17 nha, sao có nhiều người ra 17 vậy à. Ôi sao có 2 kim cương như ơi, trời có 1 kim cương hả? 77. Ừ, mong cũng vậy. Bây giờ Happy sẽ bắt đầu. Happy mở ra nha. Mở ở đây, chị Blue chọn nam. Ô mày có 8 kim cương. Trời, nãy giờ không ai đón 8 luôn á. Không ai đón 8 kim cương luôn ấy. Ô Happy chị. Happy tính ra là Happy dạo tiền lắm nha. Lúc trước là Happy có đúng nhiều kim cương lắm, nhưng mà kiểu bây giờ là Happy bị Happy kiểu ơi. Cảm ơn chị Hoài nha, cảm ơn chị Hoài đã donate cho em thư hả. Đúng rồi, để có gì để Happy vô Happy coi thư nha, tại bây giờ Happy đang chim chơi với mấy bạn đó, nên Happy không có coi thư được. Sao mà nhiều người quá vậy. Cái đó nè. Oh my gosh. Oh my god, vật phẩm phải play. Trời ơi, cái nón đúng ngầu luôn á, với cái bù đồ cũng đúng ngầu. Từ từ, có vật phẩm có thể dùng để làm đẹp nhân vật. Nhưng mà bây giờ có vật phẩm. Để Happy vô đây, Happy tìm nha. Không, cái gói này không đẹp. Là đẹp dữ chứ. Kiểu ở trong play là Happy thấy ít mấy nhân vật mà kiểu lùng tít tình tiệt luôn á. Đa số là toàn skinner vừa trung bình ý. Cũng khá là nhiều gói. Chắc là bây giờ Happy sẽ vô Happy tái chế đỏ những cái thứ mà Happy không cần nha. Nhưng mà kiểu Happy bị tiếc á, nên Happy không dám tái chế luôn á. Mới tặng nhờ balo chết đi. Cảm ơn Minh Nam nha. Cảm ơn Minh Nam đã tặng cho Happy balo ở trong phần thư nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi play together. Tại vì do Blue hả? Ôi my god, được hạng 1 rồi tặng lên. hồi sáng, ủa lộn, hồi trưa Happy có like á, nhưng mà kiểu như là ôi cảm ơn chị Hoài em đã donate cho em nha. Happy có like á, nhưng mà kiểu như là tại vì Happy like ít á, nên là bây giờ Happy sẽ like lại một lần nữa cho mấy bạn nào mà chưa vô like được á, mấy bạn sẽ vô chơi. Hoặc là mấy bạn cho xem like của mình thôi là được rồi. Đọc tên em đi. Hello Phương Anh nha. Mie E. Hello Mie E nha. Leo tháp đi, ok luôn, leo tháp luôn.
leo tháp luôn nha mấy bạn. Đi leo tháp thôi. Ui quá trời người luôn, đi leo tháp nha. Trời ơi, tại kiểu Happy chơi theo leo tháp là hơi gạ. Happy hết kiểu, tại vì do ở trên Play Together Happy hay leo tháp đó không được hay á. Còn Happy leo ở trên không phải lộn, Happy leo ở trong trong Roblox á thì Happy ơi bắt đúng đỉnh luôn á. Không, giọng Happy giọng cặn nha nên mấy bạn đừng có hỏi tại sao. Trời nó cái bên luôn á. Trời sao tay le nhiều dữ vậy? Tay le Happy thật là nhiều. Trời thôi, chuẩn bị nè, chuẩn bị tới công chuyện rồi. Ê mít của Happy, Happy bệnh hả? Ờ đúng rồi, Happy bị giọng, Happy bị đau họng. Yo chà. Vậy cũng té. Ôi sao cái cục này nó khó bắt quá, nó trơn trượt quá. Ôi Happy thấy trong đây là Happy bắt đúng gà luôn nên mấy bạn không cảm với Happy nha. Ủa sao mới vô lên 20k tim rồi. Giảm trọng lực đi. Nói chung là giảm trọng lực thì nó sẽ khỏe hơn nha. À, cái giảm trọng lực nó cũng như không à. Do số phận thôi mọi người ơi. Chào Happy. À, kiểu Happy bắt gà nên mọi người thông cảm giùm Happy nhé. Tại vì trong Play Happy rất là khó bắt cua luôn á. Trời ơi, tôi hận bạn. Sao cái tiếng gì mà gọi là nó ám ảnh là lòng người. Chà. Đây, Happy thấy trong đây toàn bạn của Happy không ạ? À? Không phải bạn mà kiểu như là có kết bạn với Happy á. Đúng nhiều luôn á nè. Trời ơi, ôi lên được hạng nhất luôn. Si lên được hạng nhất luôn. Chà. Lên nè. Chuẩn bị lên được trên kia rồi. Đừng có cho tôi té. Lòng người phôi phan bước đi. Tàn ác thì chứ. Nói chung là tàn ác thì chứ. Nói chung là trời ơi, bây giờ là con rung quá ngoại ơi. Ui giời, đừng có nhảy nữa. Trời ơi, buồn quá, mới vừa lên luôn á, mới vừa lên luôn á. Coi nó tàn ác không? Happy vừa mới chọn cái vật phẩm này xong cái là Happy té luôn. Ôi, lần này chơi trò chơi không nhiều bạn thích cho lắm nhở. À, Happy đâu có khóc đâu. Vừa cười vừa khóc á. Bi ở Bình Dương, đúng rồi, Bi ở Bình Dương mà. Chỗ mấy bạn này hỏi một câu rồi là nó nhất cái đạo hay Bi ở Bình Dương mà. Gì vậy? Bi like nói chuyện, đi cho Blue like với. Ủa là sao? Hay Bi không nạp hả? Ờ, tại vì bà like hay Bi không nạp, Roblox hay Bi mới nạp nha. Tại vì bà Lay Happy thấy kiểu như là nhiều đoạn nó không được đẹp cho lắm, với lại nó khó phối quá à. Nè, nên là Happy, nói chung là Happy mặc đồ đại á. Với lại tiền Happy cũng không có cài cho lắm, nên là cũng chỉ được như đây thôi. Lúc trước là Happy, không hiểu sao mà Happy được quá trời tiền luôn, lên 30 mấy tiền luôn. Cảm ơn chị Blue đã tiêm cho Happy nha. Chơi FF không nha, Happy không có nhu cầu chơi đâu. Ủa trời ơi, sao mà nhiều người quá vậy? Chắc là bây giờ Happy sẽ đi câu bóng sáo fake. Nên là mọi người thấy hả? Mọi người cứ từ từ thôi, đừng có vội vàng bước đi.
Oh no. Nên là mọi người đừng có quảng hốt nha. Ủa đúng rồi, Happy thấy ở đây có cái sự kiện nè, mà Happy thấy ở trên TikTok á, có cái sự kiện ở đây nè. Nhưng mà kiểu máy lát á mới vô được á, mới lấy, mới làm nhiệm vụ làm được á, chứ Happy máy máy quá trời mượt luôn á, làm không được luôn á. Ôi sao mấy bạn này có xe xịn quá à? Happy full là mời các bạn. Ủa lộn, Happy full bạn rồi, Happy không kết bạn được nữa. Bây giờ là Happy có hai sự lựa chọn, một là mua cái xe, còn hai á là mua nhà cho mấy bạn vào chơi. Thật là cảm lạnh. Ôi giời. Ôi Happy cũng khoái cái xe này lắm nè. Trời ơi cái Spy Talon. Lộn xin lỗi. Nói chung là mấy cái này không có nhất thiết là phải mua đâu. Đúng buồn luôn á. Thôi bây giờ á Happy không có chơi play nữa, Happy sẽ chuyển qua Roblox nha mấy bạn ơi. Tạm biệt nha. Bạn nào mà có Roblox á thì hãy vô Roblox chơi với Happy nha. Ôi trời ơi. Bye bye Happy. Ơ các bạn im đi. Ơ giờ cái gì Happy cũng đọc, Happy cũng full lần mà các bạn hết á. Lịch về nhà mấy bạn muốn xem nhà Happy không? Có ai muốn xem nhà của Happy thì vô thì nói có nha. Ê gán cho Happy lên một ca tim nha. Bi ở Thủ Dầu Một là ở đâu vậy? Thủ Dầu Một là gì vậy? Đây nhà của Happy nè. Ê giờ này là giờ mở tiệc á. Ôi giời giờ này là giờ mở tiệc nè, Happy bị quên. Trời Happy thất hứa mấy bạn rồi. Ê có vài bạn vô đúng nhanh luôn á. Trời ơi cảm ơn mấy bạn đã cho Happy sao nha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ Happy. Các bạn Roblox với em đi, chị full rồi, Happy full rồi. 1-1. Không, Happy không có like mặt. Chị bà lâu qua em like game. Nhiều người quá nhở. Rồi bây giờ Happy sẽ tắt. Happy sẽ tắt tiệc nha. Happy tắt tiệc, Happy chuyển qua Roblox nha. Bye bye mấy bạn, tạm biệt. Bye bye. Đây, tháp đau khổ nè. Ok, bây giờ Happy sẽ tắt cho mọi người xem coi là Happy đỉnh tới mức nào. Oh no, quên rồi chứ Happy chơi ở trên đấy nó sẽ bị khó rất là nhiều luôn á. Tại bây giờ Happy chơi ở trên iPad nó sẽ bị khó. Ờ trên đây bắt cua đúng gà luôn á các bạn. Happy thấy ở đây Happy bắt cua đúng gà luôn á. Thấy không, chua hết là té rồi đó. Cái này nó sẽ được checkpoint nhưng nó sẽ đỡ cập hơn nhiều. Còn đúng 3 giây luôn, bây giờ Happy sẽ đợi hết 3 giây, Happy sẽ bắt đầu vô nào. Lấy được hạng nhất. Cô lấy được hạng nhất nào. Có ai không, có ai vào chơi với Happy không? Happy sẽ gán lấy được cái gương miệng. Ê bắt cô đúng gà luôn á. Thấy không, chưa hết là té. Hey Happy hello. Ôi ơi chỗ này Happy thấy hơi khó nha. Đúng khó luôn á. Chứ không phải là hơi khó nữa. Các bạn nào mà giờ, các bạn nào có kết bạn với Happy thì vô bắt cua với Happy nhé. Hết hồn. Là mình giật hết cả mình. Qua mày màu tím mà. Bây giờ mình phải ráng lấy được hạng nhất thôi. Trời ơi, mém té rồi đó. Nói chung là bây giờ Happy rung quá. À, cái này là cục lăn hả? Gì vậy? Happy solo bắt cua với em không? Không. Happy bắt cua gà đó mà kêu Happy. Thấy không? Mà kêu Happy đi solo. Trời, Happy bắt cua đúng gà luôn, kêu đi solo là chịu rồi, tóm chị thôi. Ôi trời, vậy nó có cái đầu của cái ông Billy.
À, Happy không biết tại sao mà mấy bạn lại thích cái con Billy á. Happy cũng thấy cũng được. Tại do chân ổng nó dài á nên Happy thích á. Nên là Happy mà chỉnh cái skin này là Happy sẽ thêm chân của ổng vô. Nhưng mà bây giờ người ta đổi phiên bản mới là cái con nó sẽ dài hơn nhiều. Trời, xong luôn, hiểu rồi, văng rồi. Văng rồi. Ê, có mấy bạn nào mà chơi mà kiểu bị văng giống Happy không? Chắc thôi nè. Happy ở quận Bình Dương. Từ Happy ở quận Bình Dương. Happy làm gì ở Bình Dương? Happy là ở Bình Định. Giỡn á. Happy giỡn thôi nha mấy bạn ơi, chứ Happy không có ở mấy cái tỉnh như vậy đâu. Hay. Đi qua lên. Ờ, sắp hết thời gian rồi, còn 6 phút nữa. Trời, Happy mới tới đây à. Ơi, mới tới đây giờ sao giờ? Ê, trên đây bắt cua khó nha. Ê, trên đây bắt cua hơi khó nha mấy bạn ơi. Bắt cua trên này á, thấy không, chưa hết là té rồi. Là bắt cua này là nó bị văng á. Happy tên gì vậy? Tên thiệt hả? Tên thiệt của Happy là tên Happy nha. Ê, có bạn nào chơi không? Vô chơi với Happy đi. Ôi, cái màn này khó quá à. Ê, đúng nhức đầu luôn á. Nè. Nhảy lên đây thôi. À! Ơi, cái này là Happy đang bị lắc á, tại do gì? Do sấm sét. Là la 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 la. Ấy à. Ôi, Happy đang hát bắt là tại sao bạn nó lại có cái mặt trăng đỏ đỏ sau lưng nữa. Happy cũng đang tìm cái đó đó. Nhưng mà Happy nghĩ là cái đó sẽ lấy là sự kiện á. Trời, nổ rồi. Ôi giời. Happy bị lỗi nên là Happy phải làm cách đó để Happy mới Happy mới lên được tới đây. Yeah, trời, đi lên một phát luôn là tới nái luôn. Yeah. Ê, mấy cục này là nguy hiểm nha. Ôi, hơi rén mấy cục này. Ôi, mấy cục này là hơi rén. Em chiên cái trứng bị xù, em khóc hu hu. Em ngồi em chiên cái trứng em khóc hu hu. Ôi gì, cái trứng bị xù em khóc hu hu. Ơi, thầy bị hát hay không? Yeah. Thật tàn ác. Ê, thầy bị thấy cái này nó đáng sợ quá. Ôi vậy cái tay. À, chắc là bạn nó tưởng là nhảy lên á. Yeah, sắp tới rồi. Yeah. Trời ơi, con người đâu mà nó tàn ác là như sống rồi là nó không biết điều hết, nó tàn ác. Chà. Lên được tới mạng màu xanh đây nè. Ê, Happy bắt cua gà lắm nên có bạn nào lại giúp đỡ Happy với cho Happy lên được tới không? Ủa gì mấy giờ cậu like nữa? Không. Happy cũng không biết kiểu giờ nào mà tôi like. Giờ nào mà kiểu bi like là kiểu như là tại vì do Happy rảnh á, Happy mới like chơi với mấy bạn á. Chưa bình thường Happy không có like. À! Tại bình thường Happy không có like á. Hôm nay rảnh kiểu như là vui á nên là like chơi với mấy bạn á. Like hai lần luôn mà. Cảm giác đau đớn. Ủa, à là nhảy lên đây đúng không? Cái xong cái này nó chuyển qua bên đây, nhảy lên. Trời ơi, ba cái này easy. Sao mà làm khó được Happy? Hây. Chà. Ê, trên đây Happy bắt nó cảm giác nó hơi khó so với bình thường á. Nên là mấy bạn thông cảm với Happy, đừng có nói là Happy bắt cua gà nha, nhưng mà Happy bắt cua gà thiệt á. Sắp thắng rồi.
rồi. Chắc thắng rồi, vui vui quá. Hey, chắc. Ở đây như là một cái cầu tuột luôn, nhưng mà cái cầu tuột á. Nhưng mà cái cầu tuột đó tuột xuống một cái là đi lên thiên đàng luôn. Yeah, trời ơi ba cái này ơi, còn giây phút tôi còn đúng một giây phút cuối cùng là Happy thắng luôn, tại Happy chơi trên đây nên là cỡ hai mấy giây nữa Happy mới về đích được á. Chứ bình thường là còn 5 phút là Happy lên luôn à. Happy tới luôn à. Happy chuyển map nha, tại map này nó chán quá à. 211. Đúng rồi. Nít thiệt nha bạn ơi, là mờ tờ. Các bạn tôi đi Happy không? Happy full mà không các bạn được đâu. Ok. Ôi cảm ơn bạn ba chấm với lại bạn bé nắm này đã donate cho Happy nha. Trời ơi donate nhiều hả? Trời ơi. Trời ơi bạn ba chấm với lại bạn bé nắm donate Happy hơi bị nhiều luôn á. 40, 50, 51, 52 luôn rồi. Lên 60 luôn hả? 60 luôn rồi. Trời ơi gì nhiều quá vậy. 64 hôm qua nha. Cảm ơn bà bé nắm đã donate cho Happy 64 hôm qua nha. Trời ơi. Gọi là nó mừng luôn á. Ê đúng vui luôn á. Cảm ơn bạn ba chấm đã donate cho Happy 1 hôm qua nha. Trời ơi cảm ơn. Cảm ơn bạn công chúa. Sao giọng chị nghe lạ luôn không ta? Không giọng Happy là giọng trầm á, nó là nghe nó kỳ lắm. Ôi giời, vô đây cái skin của Happy nó bị nè. Cái này là cái gì đây? Chắc là mình phải lên để mình open nó. Mình open cái cuối nha. Cái cuối cùng nha, cái cuối cùng. Cái cuối cùng nha go. Happy chỉ chọn cái cuối cùng thôi. Ê Happy không biết cái game này là game gì luôn á. Chắc là vô mình sẽ làm. Chắc là vô mình sẽ kiểu úp gì đây. À, nó bắt mình nạp. Game này nó, ôi cái map này nó hơi lạ nhỉ. À là vẽ. Map này là vẽ. Chọn cái không cái đó không thích. Chọn cái này đi. Đó trời ơi cái hình nền điện thoại gì vậy. Hết sảy rồi quá đẹp rồi. Cái này là camera hả? Happy tủ nó là có thể quay mặt của Happy. Mọi người cho Happy chụp. À ấy là mấy bạn muốn vô chụp hình với Happy hả? Chụp đi có sao đâu. Thì vô chụp đi. Ủa sao mấy bạn bu lại một chỗ à? Không ai chụp được gì hết á. Trời ơi cảm ơn bạn bé nắm đã donate cho Happy 100. Trời ơi 150 luôn. 150 một qua luôn. Trời ơi ơi cảm ơn nha. Cảm ơn bạn bé nắm nha, donate gần ơi là hơi bị nhiều luôn á, lên 200 luôn. Cảm ơn bạn bé nắm đã donate cho Happy 190 bông hoa nha. Oh my god, lần đầu tiên luôn á. Cảm ơn chị Huệ nha. Trời ơi lần đầu tiên luôn á bạn. Ê đúng vui luôn á. Trời ơi vui vậy. Ê được donate này đúng vui luôn á. Yeah cảm ơn chị. Ờ cảm ơn bạn. Bạn Happy không biết là bạn hay là gì đó nữa, hay là lớn tuổi hơn Happy, nhưng mà Happy xin bạn bạn nha. Cảm ơn bạn đã donate cho Happy nhiều. Có ai gửi lời mời các bạn không? Có ai muốn chấp nhận lời mời các bạn thì Happy sẽ chấp nhận không? Nè chấp nhận thì nó sẽ bị full nè thấy không? Oh my god. Ê cái mặt đúng đẹp luôn nha. Ê có nạp không vậy? Chắc là bây giờ Happy sẽ đổi skin quá. Happy đổi skin nha mấy bạn ơi. Nên là mấy bạn đừng có nhầm lẫn hay là nói Happy pha ke nha. Bây giờ Happy cũng sẽ đổi đồ và đổi cái phong cách mới luôn chứ. Chứ không vô nhìn ta tưởng Happy là con trai không. Tại vì kiểu Happy mặc đồ giống con trai không à. Chứ lại Happy để tóc các bạn thấy không. Ý hệt con trai luôn. Nhưng mà nhìn vẫn giống con gái đúng không.
Đó, rồi xong bây giờ mình chuyển body một cái là xong chuẩn luôn. Nè ơi, tính ra là hay gì mà chỉnh cao á. Hay gì mà chỉnh cao hay là mập lên á thì em bị chỉnh tốt đây luôn, hay bị chỉnh đúng. Đúng lùng luôn á. Tại vì hay bị skin lùng hơn tại vì do nó dễ thương á. Chắc là một tí nữa Happy sẽ vô cabin chơi với mọi người quá. Nè bây giờ Happy có cái mặt này đúng cô ta, đúng cô ti for my way. Nè các bạn có thấy dễ thương không? Cảm ơn bạn bé nắm đã donate cho Happy nha. Ơi bạn này donate cho Happy nãy giờ đúng nhiều luôn rồi đó. Ơi nãy giờ donate cho Happy đúng nhiều luôn á. Trời 60 luôn rồi, cảm ơn chị Liễu nha, Liễu Patrick. Ôi nó nét cho Happy quá nhiều luôn à. Cảm ơn chị Liễu nha. Trời nãy giờ chắc đo nét cho Happy mấy trăm hôm qua luôn à. Cảm ơn chị. Ê vui quá à. Trời ơi nói không ra tiếng luôn á. 140 bông quá. À, vui quá. Trời ơi, donate cho Happy nhiều mà. Chắc là bây giờ Happy sẽ like mặt quá nha mấy bạn ơi. Đây là bye bye mấy bạn nha. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.